truyện của em đang rất là nổi tiếng, đang rất là hot, thì không biết rằng là em có bị áp lực về cái câu chuyện rằng là mình tham gia một dự án là cái doanh thu của nó phải tốt hay không, và cái diễn xuất của mình thì khán giả họ có đón nhận hay không so với lại cái dự án mà những dự án mà trước đây em tham gia. Và một cái ý cuối cùng là mình muốn hỏi chung luôn đó là thì không biết là cái tiêu chí chọn phim của Chibu như thế nào, và không biết rằng là sau khi mà mình đã rất là hot ở thị trường quốc tế rồi thì không biết là em có tăng cát xê không ạ? Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều với những câu hỏi vừa rồi dành cho Chibu. Xin mời Chibu. Mình hot hơn thì mình phải tăng chứ. Nhưng mà tại vì khi mà mình trở nên tốt hơn, giỏi hơn, đem được nhiều cái giá trị hơn trong những dự án mà mình tham gia thì chắc chắn là mình cũng sẽ phải mong muốn nhận được cái thù lao làm sao xứng đáng với cái giá trị của mình, đúng không? Nhưng mà Chi luôn có một cái cam kết với bản thân Chi là dù mình có đi đến đâu và mình có được mọi người đón nhận nhiều hơn như thế nào, nhưng đối với riêng thị trường Việt Nam, Chi luôn dành một cái sự gọi là trân trọng và luôn cống hiến hết mình. Với phim này thì bản thân Chi vì Chi quá yêu vai diễn đi, quá yêu tạo hình, quá yêu vai diễn, bởi vậy Chi cũng không khe đến chuyện cát xê, là mình phải có được cái cát xê như nào mình cảm thấy xứng đáng. Tôi chỉ cần biết là tôi thích cái vai diễn này, tôi tham gia và tôi cảm nhận được cái sự tâm huyết và cái sự nỗ lực của cả ekip, tôi muốn là một phần của nó thì tôi tham gia. Và tôi tin chắc rằng có một cái sự tin tưởng và có cái niềm tin rất là to lớn với phim Người Mặt Trời rằng đây sẽ là một bộ phim mà sẽ khiến mọi người phải vỗ tay và mọi người phải wow vì tất cả những cái sự nỗ lực và tất cả những cái thứ mới mẻ mà phim Người Mặt Trời mang đến. Câu đầu tiên là gì ta? Dạ vâng ạ. Khi em hoạt động song song ở hai thị trường Trung Quốc và Việt Nam thì toàn bộ những hoạt động gì của Chi Phu đang ở Trung Quốc Chi cũng chia sẻ về Việt Nam để cho các khán giả Việt Nam có thể theo dõi, và tất cả những hoạt động nào của Chi ở Việt Nam Chi cũng chia sẻ sang thị trường Trung Quốc trên các mạng xã hội ở Trung Quốc để bên đó các fan họ cũng biết và họ cũng ủng hộ. Khi mà có teaser của phim này rồi có poster của phim thì nếu như mọi người có thể vượt được từng nửa để qua xem các mạng xã hội của Chi bên Trung ạ thì mọi người cũng sẽ thấy là Chi cập nhật rất là đều trên mạng xã hội ở bên Trung về những cái dự án của Chi tại Việt Nam và nhận được đông đảo sự ủng hộ của các khán giả Trung Quốc. Và đã có rất là nhiều lời hẹn là ngày ra mắt phim Người Mặt Trời thì các bạn fan Trung Quốc cũng sẵn sàng là bay từ bên kia để có thể về đây để ủng hộ cho phim Người Mặt Trời. Thì Chi cảm thấy rất là cảm động với cái tình cảm cũng như là sự nhiệt tình của các bạn. Và mong rằng là Chi cũng có những câu chuyện với cả anh Tim, rằng là anh Tim ngoài cái ngày mà công chiếu ra thì anh Tim cũng làm rất nhiều merchandise, rồi những cái thêm những cái comic, rồi chuyện collecting để cho các bạn yêu thích bộ phim Người Mặt Trời cũng có thể mang một cái gì đó về nhà để làm kỷ niệm với bộ phim này. Thì Chi mong rằng là tất cả những cái gì mà Chi có thể đóng góp được từ cái hiệu ứng của mình đối với khán giả của mình thì Chi cũng muốn là có thể đóng góp hết cho phim Mặt Trời, Người Mặt Trời để có thể tăng được cái hiệu ứng cho phim cũng như là kéo thêm thật là nhiều khán giả không chỉ trong nước cũng như là cả nước ngoài tới Việt Nam để ủng hộ cho phim cũng như là đoàn làm phim. Kể kỳ thực với mọi người là Chi rất áp lực với cái việc là chọn vai diễn tiếp theo của mình là gì. Vì sau thành công của vai diễn Nhi trong phim Chị Em ấy, đấy là một cái vai diễn mà I love it so much. Kiểu Chi yêu cái vai diễn đấy kinh khủng luôn. Anh Tim cũng là một trong những người đồng hành với Chi trong Chị Em, chị Kê, chị Nguyễn cũng là người đồng hành với Chi trong phim đó. Và mọi người phải biết rằng là phim đấy là một cái phim mà gọi là thay đổi sự nhìn nhận của mọi người về khả năng và thực lực diễn xuất của Chi Phu. Bởi vậy để có thể giữ được cái sự nhìn nhận một cách tích cực như vậy của mọi người về con đường diễn xuất của Chi thì Chi cũng phải rất là picky trong cái việc là vai diễn tiếp theo của mình sẽ nên là như thế nào. Thì với bản thân Chi, khi Chi gặp anh Tim cũng như Người Mặt Trời thì câu hỏi đầu tiên của Chi dành cho anh Tim là: anh ơi,
cái vai diễn này nó có số phận không? Nó có cái gì mà nó khác với những vai diễn trước giờ của Chi Pu hay không? Thì anh ấy nói rằng là anh mong rằng đây sẽ là vai diễn mà em đẹp nhất từ trước đến giờ và em ác nhất từ trước đến giờ. Chỉ đúng hai câu đấy thôi mà Chi nhận lời. Tại vì trước giờ cái ác của vai Nhi trong chị em là một cái ác rất là tiềm ẩn thôi, là một cái ác ngây thơ, một cái ác vì hoàn cảnh. Nhưng mà ở trong vai này thì cái ác có bao nhiêu cái ác nó lộ hết ra ngoài, từ tạo hình cho đến ánh mắt cho đến tất cả những cái quyết định của Triệu ở trong cái bộ phim này nó đều mang một cái sự ích kỷ ở trong đó. Vì sao Triệu lại phải ích kỷ như vậy? Tại vì trong cái vai diễn này của Triệu, Triệu đã phải trải qua quá nhiều đau khổ rồi, quá nhiều sự mất mát rồi. Và khi một người mà quá đau khổ như vậy, quá mất mát như vậy, họ tìm được cái chân trời của mình, họ tìm được ánh sáng của mình trong quyền lực, khi được mọi người ái mộ, rồi khi tìm được cái tình yêu của mình, thì sẽ làm mọi cách để giữ được cái người mình yêu, giữ được cái quyền lực đấy trong tay và giữ được cái sự tự tôn của bản thân mình, không để tất cả những điều đó đánh mất. Thì đó là tất cả những cái gì mà Triệu sẽ đấu tranh cực kỳ là gay gắt ở trong bộ phim này để có thể giữ được cái thứ mà Triệu nghĩ rằng đấy là hạnh phúc của bản thân Triệu. Nào. Phải mắt đỏ này, vì sao lại cắn người, vì sao lại thích uống máu người. Và Macaron thì khi nhìn vô gương thì cũng không nhìn thấy cái hình ảnh phản chiếu của mình trong gương nữa. Thì đúng như là có nửa năm là tập huấn để trở thành Macaron luôn á. Thì trong cái quãng thời gian đấy thì chúng tôi sống như những con Macaron thực sự. Là cứ về đêm là chúng tôi mới bắt đầu lên set. Tại vì Macaron là hoàn toàn sẽ không thể gọi là chịu được ánh nắng mặt trời. Bởi vậy hầu hết tất cả những cái cảnh của Macaron này là bọn Chi là toàn quay buổi đêm hết. Thì trong khoảng thời gian khoảng mấy tháng quay phim đấy là tất cả chúng ta trừ đây con người duy nhất trong dàn cast ạ. Thì chúng tôi sống hoàn toàn là như những con Macaron, là sống giờ Mỹ luôn. Đó, khi mọi người bắt đầu thức dậy thì chúng tôi mới có thể từ set đi về nhà để đi ngủ. Là hoàn toàn là tất cả mọi thứ về cái khung giờ sinh hoạt là block hoàn toàn là cho phim trong vài tháng trời. Và trong cái khoảng thời gian đấy thì riêng đội Macaron này thì cũng hàng ngày phải đập kem trộn kem trắng. Tại vì mọi người biết rồi đấy là Macaron là rất là trắng luôn, trắng bạch luôn. Và trong phim mọi người thấy là tất cảnh nào mà có Macaron là da cũng đều rất trắng, là chúng tôi cũng phải dưỡng da rất là nhiều để có thể có được một làn da trắng như Macaron. Anh muốn nói gì nhỉ? Tại vì cái vụ kem trộn này thì em là người rõ nhất. Tại vì trong ba người chỉ có em là đen nhất thôi. Cho nên là em là cái chứng minh của kem trộn. Em đắp kem trộn rất là nhiều, thì qua kem trộn rất nhiều. Thậm chí cái ngày mà em với Nhật đi xuống Bình Dương để thử sóng trên thuyền đó, thì cũng là ban ngày, cho nên là hôm đó là em bịt kính mít luôn, là không dám để cho ánh nắng nó vô, tại vì sợ cháy da. Xong rồi tụi em còn bôi kem làm trắng lên rất là nhiều. Nhưng mà em cảm thấy vui khi mà tụi em được làm việc cùng với nhau. Bởi vì tụi em thấy giống như là gia đình vậy. Kể cả những ngày mà bất kỳ một diễn viên nào không có cho on set thì tụi em đều lên để thăm nhau và ủng hộ tinh thần nhau. Vậy mai mốt. Đúng rồi anh, mình phải nghĩ ngay ra một cái dự án business gì đi. Cho mọi người không biết tụi em thân với nhau đến cái mức mà câu cửa miệng mỗi lần gặp nhau là sức kem chưa? Là mỗi lần gặp nhau là chăm sóc với nhau tới cỡ vậy đó. Và trong cái quá trình đấy thì em còn được chứng kiến cái quá trình ăn uống của anh Thuận luôn. Ra mà mọi người ạ, em không thể hiểu sao có một người có thể kỷ luật về cái việc diet như vậy luôn á. Hàng ngày là tụi em phải tới để tập võ, tại vì có rất là nhiều những cái cảnh hành động ở trong phim. Lúc nào cũng chỉ thấy anh Thuận uống cái ức gà xay với rau hay cái gì đó, ức gà xay không. Mà mấy tháng trời là anh chỉ uống như vậy, anh không ăn một cái gì hết. Nhưng không hiểu sao vẫn có sức để tập, vẫn có sức để mà
thực hiện những cái hành động. Và trong quá trình bọn em quay á, thì tất cả mọi người ở đây ai cũng dự dán hết. Tại vì macaron là phải đẹp anh, vừa trắng vừa phải đẹp nữa, bọn em rất là phải giữ dáng, rồi mặt thì phải óp lại, trừ con bé này nó là con người, cho nên là một mình bé là hàng ngày mang đồ ăn vặt lên trên đoàn để chia sẻ cho mọi người, mà bọn em thèm lắm mà bọn em đâu có được ăn đâu, trời ơi tức lắm, em đang họp báo nhưng mà mình không có phốt nhau. Thì tất cả những cái sự cố gắng đó bây giờ nhìn lại thì cũng mắc cười, nhưng mà cũng cảm thấy đấy cũng chính là những cái thứ mà khiến cho bọn em kết nối được với nhau, gắn bó với nhau nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Và mong rằng là nhờ những cái nỗ lực đó của bọn em mà khi phim ra sàn thì cũng được mọi người yêu thương rất là nhiều. Dạ, cảm ơn.